Chuyện cổ tích Hầu Tạo Hầu Tạo là chuyện cổ tích Việt Nam kể về một chàng trai văn võ song toàn đã nổi dậy chống lũ tham quan, sẵn sàng hy sinh bản thân vì tấm lòng hiếu nghĩa. Ở làng tuần lễ thuộc xứ nghệ có một anh chàng tên là Tạo. Tạo sinh ra có một nốt đỏ trong vành tay, người ta cho là có tướng lạ. Chàng chẳng những có sức khỏe như voi mà còn có mưu lực hơn người. Thời nhỏ Tạo đi học thường được thầy khen văn hay và viết nhanh nhưng anh học trò ấy chẳng thích chuyện thi cử đỗ đạt mà chỉ muốn đua sức mạnh nên sau đó bỏ văn sang học võ sau mấy năm luyện tập đủ nghề khiên mộc giáo roi và binh thư đồ trận chàng để mẹ và vợ ở nhà đi lang thang khắp mọi miền chàng kết giao với nhiều bạn ở các vùng sông la sông lam đi lại khoảng ngàn trươi ngàn hống và chàng đã tai nghe mắt thấy rất nhiều những việc bất bình trong thiên hạ thấy con nay đây mai đó mẹ tạo gọi con về bắt phải chăm lo việc nhà chàng xưa nay rất thương mẹ và không muốn làm trái ý mẹ đành trở về cây ruộng làm ăn nhưng tuy cầm lấy cái cây bụng chàng còn nghĩ đến những hào hán bạn chàng ở bốn phương một hôm trong một canh sóc đĩa chàng thua rền có bao nhiêu tiền để dành của mẹ chàng trộm ra nướng sạch Đêm ấy, vì không muốn để mẹ than phiền, tạo tính chuyện vào nhà một tên chọc phú bên cạnh làng làm một mẻ. Nhà này đừng ngang ngõ tắt chàng đã biết hết. Cũng tưởng lọt vào êm như du, nhưng không may cho chàng, vừa khoét vách lọt vào đã bị chúng phục sẵn chẹn bắt ngay, không kịp chống đỡ gì hết. Xa cơ, chàng bị chúng trói lại và giải lên quan. Nhưng tạo không để mình bị giam lâu. Ở trong ngục chàng tìm cách bẻ được xiềng sắt rồi treo tường vượt ra ngoài. Thấy người ta truy nã mình giáo giết chàng không dám về nhà nữa. Chàng dù bạn bè đi làm giặc. Từ đó chàng làm cho bọn nhà giàu và bọn quan lại sợ mất mật. Mọi người theo chàng rất đông. Chàng tự xưng tước hầu và lập đồn trải ở chuông mây. Nhà vua nghe tin quân chuông mây nổi loạn sai Lê Văn duyệt ra trấn Nghệ An tìm cách tiêu trừ. Bao nhiêu lần quan quân tiến vào chuông mây là bấy nhiêu lần bị quân của tạo đánh cho tan tác. Lê Văn Duyệt Kinh sợ bèn yết bảng treo dài 100 nén vàng và chức tước lên cho kẻ nào bắt sống hoặc giết chết tạo người có nốt đỏ ở tai. Chuyện cổ tích hầu tạo Tạo nghe tin, bèn cho quân sắm đủ cờ quạt võng lỏng rồi chọn lấy 50 người cải trang làm một đoàn quân đặc mệnh của nhà vua phái đi thanh tra các chấn. Tạo mặc áo gấm rất oai vệ, nằm trên cáng có diềm xanh diềm đỏ, có kẻ hầu cháp, hầu điếu, v, v, rồi cả đoàn tiến vào thành Nghệ An, quân sĩ của Duyệt thấy một đội quân gươm tuốt trần, giáo mác súng ống tề chỉnh, đi trước có một lá cờ đề hai chữ, khâm sai thì không nghi ngờ gì nữa, vội vã rước vào rồi chạy đi báo cho quan trấn thủ biết. Lê Văn Duyệt tưởng thật ra khúm núm lại chào, đưa Tảo cùng vào quan sành. Duyệt chưa nói câu nào thì Tảo đã bảo ngay. Nhà ngươi mấy lần ra chấn sứ nghệ đã biết mặt tạo ra thế nào chưa? Duyệt cung kính đáp. Dạ, chưa biết mặt. Ta đây chính thị là hầu tạo. Đây, nốt đỏ trong vành tay tao đây này. Duyệt lấm lét nhìn, kinh sợ, chưa biết nên làm thế nào, thì tạo đã nói. Hãy ngồi im, hễ dục dịch ta giết. Nghe ta hỏi đây. Ta có tội gì mà treo giải bắt? Duyệt chấn tĩnh đáp ta thay mặt triều đình làm chấn thủ một phương, ai ai cũng thán phục, chỉ có mình ngươi là không quy thuận, nên ta phải vâng lệnh nhà vua tầm nã. Bây giờ xin tặng ngươi một trăm nén vàng và ba trăm nén bạc, ngươi hãy làm bạn với ta, ta sẽ tâu nhà vua tha tội và cho làm một chức quan. Tạo cười bảo nên nhớ là bọn chúng ta cũng giúp triều đình một việc rất lớn là trừ khử lũ tham quan ô lại và lũ trọc phú cướp của hại dân đây ta đến đây không phải vì chức quan mà cốt nói cho các ngươi biết đừng có tầm nã nhọc công vô ích không những thế chúng ta còn có thể lấy đầu xi si các ngươi như thò tay vào túi đó thôi đoạn tạo lại nói các ngươi cho tiền ta xin nhận nào hãy đưa mau ra đây lê văn duyệt thấy hắn cầm lăm lăm thanh gươm thì sợ nguy đến tính mạng đành phải sai lấy vàng bạc ra cho tạo tạo sai thủ hạ nhận đủ rồi bắt duyệt phải đi cùng mình ra khỏi nơi nguy hiểm mới thả cho về và nói ta không muốn giết người mang tiếng thất tín hãy coi chừng cái đầu ta gửi trên cổ đó được thả về dinh lê văn duyệt vừa xấu hổ vừa giận sôi gan hắn bắt chém ngay tên lính gác vì đã phạm tội lơ đễnh rồi từ đó hắn dồn toàn lực vào việc trừ diệt tảo thấy dùng binh mã đánh nhau với tạo không nổi. Duyệt dùng đến mưu độc. Hắn sai thám tử đi dò tìm quê quán của tạo và ra lệnh bắt ra quyến tạo đem về dinh chấn để trả thù. Khi bắt được mẹ và vợ tạo, Duyệt mừng lắm. Hắn sai dựng một cái tròi rất cao, nhốt hai người lên đó để cho mọi người thấy mặt. Đoạn hắn bắn tin cho tạo biết nếu quy hàng sẽ để cho mẹ và vợ được yên ổn trở về, bằng không sẽ cho đầu lìa khỏi cổ. Nghe tin này, tạo rất buồn. Chàng bảo chúng bạn. Đạo trời chỉ có cha với mẹ là lớn nhất. Ta một đời chưa lúc nào làm cho mẹ ta vui sướng. Nay ta ngựa cưỡi dù che mà để mẹ chết một cách oan khốc thì sống cũng bằng thừa. Nói rồi chói tay chịu hàng Lê Văn Duyệt. Bắt được tạo một cách dễ dàng, Lê Văn Duyệt trở mặt sai giam chàng lại chờ ngày ra pháp trường trong ngục tối chàng viết những vần phú lời lẽ hùng tráng nói đến cái chí ngang trời dọc đất của mình chỉ vì thương mẹ mà chịu chết chứ không sợ ai cả duyệt đọc bài phú lại càng lộn ruột hắn sai lính hành hình ngay ngày chàng rơi đầu dưới lưỡi gươm của đao phủ là một ngày hết sức buồn đối với dân nghệ không ai là không rùa thầm lê văn duyệt có những người bỏ cơm ba ngày vì cảm thương chàng Nhà vua nghe lời tâu của Diệt không bằng lòng, lấy cớ là hắn đã tự tiện giết mất một người con hiếu, đáng lý phải chờ xin mệnh lệnh của mình. Vua bèn phạt Diệt một năm lương. Câu chuyện hầu tạo. Chuyện